Xin chào các bạn, ta lại tiếp tục với một bài tiếp theo của cái chuỗi về Google Maps API với JavaScript nhé. Thì đây là cái bản đồ tôi vừa vẽ ở trong cái bài trước và đây là cái code của nó, không có sửa đổi gì cả nhé. Và tiếp theo tôi muốn nói vấn đề gì? Cái bản đồ như thế này thì tự nhiên là tôi thấy là đây nó thể hiện cái bản đồ của tôi hoặc là của một user nào đó chui vào cái trang web này, tức là người ta nhập vào cái trang web này thì thể hiện cái bản đồ của họ. Cái zoom level là 15 đúng không? Cái zoom là 15 thì chúng ta thấy là nó khá khá là chi tiết rồi. Và các bạn để ý là đây tôi có cái nút này này nhé. Cái nút này là cái nút này nó cho phép mình là tức là thể hiện là cái máy tính này nó cho phép người ta truy xuất vào cái địa chỉ GPS nhé. Geolocation nó turn on nghĩa là cho phép người ta sử dụng cái geolocation. Và chỉ có như vậy thì người ta mới có thể thể hiện đúng. Chỉ có cái sự cho phép này thì người ta mới thể hiện đúng được cái gì cái bản đồ của cái người người sử dụng nhé. Đây này chúng ta nhìn thấy đây là cho phép cái trang web này tracking your location. Và như vậy là bây giờ thì tôi muốn là thể hiện ở đây, nhưng mà cái địa điểm của cái người dùng thì nó vẫn còn mơ hồ quá nhỉ, chưa thấy đâu. Thì tôi là muốn đưa vào một cái marker, thì chúng ta sẽ tra vào cái trang Google Maps API JavaScript này, ấn vào đây nhé. Thì các bạn vào cái guide này nhé, và tiếp theo bạn bạn tìm kiếm chữ marker chẳng hạn. Marker thì các bạn thấy nó rất là trên đầu, ngay trên đầu này, được chưa? Rồi có introduction cái thứ thì tôi cũng bỏ qua đi, nhưng mà các bạn nhìn thấy ở chỗ này này. Đây này, function của mình initialize là chúng ta có cái function này rồi, có zoom rồi, có center thì chúng ta biết làm rồi. Bây giờ chúng ta chỉ thêm một cái biến marker này. Cái marker nó cũng yêu cầu là nó đưa vào một cái map là map của mình đó. Và cái position thì mình chỉ cần một cái position và có thể là cái title gì đấy thì chúng ta để nguyên như này, chúng ta copy nguyên cái đoạn này chúng ta ném vào cái chương trình của mình nhá. Đây chúng ta đằng sau cái var map này nhá, cái map này thì chúng ta đưa thêm vào cái marker công tôn v, được chưa ạ? Công tôn CPE enter. Như vậy là chúng ta có một cái biến map như ở bài trước, và chúng ta làm thêm cái biến marker, và nó yêu cầu một cái biến position là my lat long, thì nó chính là cái object này nhé, lat long. Chúng ta copy và chúng ta ném vào my lat long đây, công tôn v công tôn s, được không? Cái marker thì nó chỉ cần một cái biến đây, nó sẽ tạo ra bằng cái method này của Google Map đúng không, tạo ra marker. Và nó cần một cái position và phải đưa vào cái dependency là cái map. Và cái title thì mình tùy mình, tôi vẫn để là học lập trình online đi nhé. Tại vì đây chính là địa điểm của học lập trình online. Mặc dù là cái có thể là cái gì nhỉ? Có thể là cái địa chỉ này nó không được chính xác lắm, bởi vì chúng ta không có những cái chip đặc biệt để theo dõi tracking. Và chúng ta thử xem công tôn S lại, và chúng ta thử refresh lại cái bản đồ nhé. Và chúng ta vào đây này, refresh lại nó này. Wow, nó lại cho cái địa chỉ của tôi ra tận gần ngã tư Sở như thế này. Tôi cũng không happy với cái chuyện này lắm đâu, mặc dù trên thực tế là tôi ở chỗ này cái này đấy nhé, Nguyễn Ngọc Vũ. Và như thế này là cũng cả đến cả cây số ấy, hơn cây số. Như thế là chúng ta thấy là gì, chúng ta thấy là gì nhỉ, là đây, nếu mà chúng ta click vào đây này chúng ta thấy gì, cũng không thấy cái gì nhỉ. Và những cái câu chuyện về click như này rồi chúng ta sẽ nói sau nhé, tạm thời hẵng đến đây đã. Ok, và tôi chưa happy lắm với cái câu chuyện là cái độ chính xác của nó hơi hơi thấp nhỉ. Và có thể lúc nào đó tôi sẽ tìm hiểu và để làm tăng cái độ chính xác này lên chăng. Ok, và cái bài này chỉ ngắn ngủi vậy thôi, và chúng ta sẽ tiếp tục làm việc trong những cái bài khác. Ok.